Ok, mình test cái 36V nha, cho anh khách nha. 36V. Hiện tại đang test 24V nha. Cái này nãy mình bảo trì các bạn à, hàng còn rất là đẹp à. Bảo trì xong rất là đẹp. Nó chạy sao ta, chạy 500 điện nha. Chứ không nhớ chỗ này các bạn, 500 điện nha. Cánh còn à, mới tinh nữa à. Ok, test điện 24V cho các bạn xem. Quá đẹp nha. Cảm ơn anh khách ủng hộ shop lần 2 nha. Cái đẹp nhất trong những cái 36V còn lại. Mới tinh.